Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là Joy Quest Horror. Mình sẽ chơi level đầu tiên nha. Đây là một level đầu tiên của sân nha. Bắt đầu từ level 1 nào. Go. Các bạn có thể nhìn thấy các tay của mình và làm theo nếu mà các bạn không biết chơi trò chơi này. Trò chơi này cũng đơn giản thôi. Ấn vào một cái trang này nha. Ủa, nó là bẩn đấy. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay các bạn hãy like và subscribe cho mình để ý kiến của mình nha. Thì các bạn đã quan tâm đến channel của mình, các bạn hãy comment để ý kiến để làm theo cái yêu cầu của bạn. Các bạn ấn tượng nên là các bạn hãy comment để ý kiến thì sẽ chơi được game đó. Ấn dị vào anh chàng này nha. Ấn vào cô gái. Đó, ấn vào con sói. Ấn vào bắp tay của con quái vật này. Khởi động máy cửa. Vút lên là được nha, mình vút tay dứt khoát một tí, mình nhúng vào cái trần nhà. Ấn dị vào cái lốp xe này, tiếp tục ấn dị vào lốp xe một lần nữa. Bao giờ hiện được cái mũi khoan thì ấn vào cái vùng đất ở bên cạnh này. Cười được à? Xúc xích mà hôm nay bị miếng răng làm sao mà ăn được? Đây, có mì nhá. Các bạn hãy ấn liên tục vào cái dàn này. Sau khi ấn xong đàn chim bay về thì các bạn ấn dị vào người đàn ông đang ngồi ở ghế này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi bạc sơ ma ngay. Evolution Max, trò chơi mới của nhà phát hành. Một trò chơi mà bà sơ ma sẽ đi truy đuổi chúng ta và chúng ta phải chạy để hoàn thành nhiệm vụ trong game. Ok, mình đã chơi mốc là level 12 và mỗi lần một lần chơi lại chúng ta phải bắt đầu một cái cấp bậc người ta mặc định là 5, 10, 15, 20 gì đó, theo mình hiểu là gì đấy. Mình sẽ bắt đầu chơi từ level 10. Chúng ta sẽ phải đi tìm những dấu tích ở trong tựa game này, có nghĩa là cái mà đánh dấu tựa game yêu cầu. Đây là cái dấu màu, chúng ta có dấu dấu màu đỏ đây. Đây mình sẽ có một dấu màu đỏ. Chúng ta sẽ làm theo thứ tự nha các bạn. Tự từ trái qua phải, có màu đỏ rồi đến dấu màu vàng này. Ôi dồi ôi, bảo chơi một cái 3-3 đến trong đầu xong đã bắt bà ta luôn rồi. Chạy thôi. Thank you.
chạy thôi. Về. Bà không bắt được cháu đâu. Mình đang nổi da gà và nhìn thấy bà sơ ma rất là ghê các bạn ơi. Hai nút là tam giác đỏ, hai nút là tròn màu xanh. Tam giác đỏ đây rồi. Level 14 rồi các bạn ơi.
cố lên. Ba nút màu cam hiền thoi, à ba nút hình ba nút màu vàng hiền thoi. Xem thử rồi. Đó là một nút à. Ôi ôi, mát này đang trong đầu cái nhớ. Đây là cột mốc đáng phải cố gắng này các bạn. Đó sẽ là cột mốc thứ 15, level 15 trong trò chơi này. Bởi vì những cái cột mốc này thì chúng ta phải chơi cố gắng để giành chiến thắng, nếu không thì chúng ta sẽ phải một chơi lại từ đầu ấy. Ba nút màu đỏ hình tam giác. À, đến level 15 rồi thì được, các bạn chơi lại. Bây giờ mình sẽ chơi lại nha. Mình phải chơi lại để giành chiến thắng ở cái level này. Sau đó thì sẽ chuyển qua cái game tiếp theo nha. Đây là người nhỏ ba cái hình vuông, ba cái hình vuông màu xanh. Này chúng ta quay lại đây là ngõ cụt nha các bạn. Các bạn phải lưu ý điều đó. Quay lại lời xuất phát là một cái ngõ cụt. Ôi bà ta đưa bắt chưa. Thank you.
21189. Mốc thời gian chụp bức ảnh đó cũng chính là cái mật khẩu trên các shop này các bạn ơi. Mỗi lần mình chơi tựa game này là một lần trải nghiệm cho các bạn, bởi vì là với những cái quả bóng thì những quả bóng đó nó không nằm ở một vị trí cố định để giúp chúng ta giành chiến thắng, và chúng ta sẽ phải đi tìm. Điều thú vị ở cái game này là như thế, mình rất thích cái điều đó. Mình sẽ bỏ qua phần đối thoại hai nhân vật này thì tiếp tục khám phá tựa game. Sẽ đóng vai là một bác bảo vệ, chúng ta sẽ phải làm sao mà sinh tồn ở trong đây được 5 ngày, nhưng mà chúng ta thường là coi ban đêm nha các bạn. Chúng ta phải làm sao mà sống sót trong đây được 5 đêm.
bạn ơi. Một chút nó mới xuất hiện nha. Vừa đóng cửa sau đấy mở cửa ra tạo bất ngờ nhưng không có con có vật nào cả. Ôi. Oh my god. Ôi, định bắt con Teddy thật này, 4 giờ rồi các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần sống sót đến 6 giờ là chúng ta sẽ giành chiến thắng nha. Ôi. Rồi các bạn ơi, nó rình dập mình. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nha. Đó là tựa game Goji. Tựa game này thì cần phải có internet. Mình sẽ đợi sóng wifi lên thì mình sẽ bắt đầu chơi. Thank you.
con virus các bạn ơi. Em phải súng lên. Súng thì đương nhiên là phải có đạn rồi, chúng ta sẽ tìm đạn cho khẩu súng này nha. Ok đây rồi. Đấy rồi. Còn gì để ấn không nào? Ôi cái gì đây? Ui. Bắt luôn mới tài chứ. Ok mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Stickman Escape Clip. Trong tựa game này thì chúng ta sẽ có hai cách để giành chiến thắng. Sẽ chơi hai cách để giành chiến thắng đó. Đó chính là ta điều khiển thang máy này. Bước ra ngoài cái có người yêu ngay. Ôi còn máy bay trực thăng riêng đón nữa. Ok mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này, Slenderina. Ôi chào, mình sẽ chơi tựa game thứ hai này. Trong tựa game này thì mình sẽ phải đi tìm 6 cái item. Tìm 6 cái item thì mình sẽ chiến thắng trong tựa game này. Slenderina này.
rồi, trong căn phòng. À đây rồi, một vật phẩm đầu tiên. Mình đang định nói trong căn phòng rộng lớn này mà lại không tìm được một cái vật phẩm gì cả thì rất là buồn. May sao mình cũng được an ủi thì đó là tìm được cái vật phẩm trong đó. Ta phải đi tìm ra từng... Ôi! Từng chân tơ kẻ tóc trong cái căn nhà rộng lớn này nha. Không bỏ sót một chi tiết nào. Sau thì chúng ta sẽ phải quay lại tìm rất là vất vả và mất thời gian đấy các bạn ơi. Để chơi trò chơi này cũng ôi làm cho chúng ta cái tính kiên nhẫn, cái tinh thần thép, đó chính là khi gặp Slenderilla chúng ta sẽ rất là phải sợ hãi. Mình rất là sợ, mặc dù mình chơi rất nhiều mình vẫn nhìn thấy con boss thì mình vẫn có cảm giác gì đó rất là ghê, không biết các bạn thế nào. Mình sợ đây là mình nói sợ thật nha, không phải mình nói để nói sợ để các bạn tăng cái độ kịch tính lên đâu. Ba anh tem rồi, sợ thật, đừng có ghê ghê các bạn. Ok, thứ tư đây rồi. Quái vật thì hiểu quái gì thì chúng ta không nên sợ, vì chúng ta thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nó trên màn hình iPad của mình mà. Ôi, vật phẩm thứ 5, thậm chí chúng ta còn chơi game để chiến đấu lại những con quái vật để mang lại sự bình yên, thì không phải sợ hãi, hãy tự trấn an mình như thế. Khi gặp cái việc khó khăn các bạn hãy nên trấn an mình. Ui, việc trấn an bản thân, chính bản thân chúng ta thì sẽ tạo cho chúng ta một cái sức mạnh vô hình, đó là sức mạnh niềm tin. Khi các bạn có một cái niềm tin thì các bạn làm việc gì mình cảm thấy là dễ dàng giành chiến thắng hơn. Không biết các bạn thế nào nhưng cá nhân mình nghĩ như thế. Khi mà các bạn có một cái niềm tin về một vấn đề gì đó, thì các bạn sẽ có thêm động lực để cố gắng giành chiến thắng, vượt qua. Giống như mình đang chơi game này, mình luôn luôn tìm cách để phá đảo mọi cái tựa game mà mình chơi. Và những tựa game mình không phá đảo được, nhưng mà nó cũng dành cho mình cái gì đó ở trong đó, và cái sự giải trí. Quan trọng nhất là mình chơi game đến với game là để được giải trí trước này, sau đó là mình sẽ vận dụng được nhiều thứ. Những cái gì tốt đẹp thì mình nên học, còn những cái gì nó không thực sự tốt đẹp thì mình biết và mình tránh ra. Nếu các bạn hãy đồng nếu các bạn cùng đồng quan điểm với mình thì các bạn hãy comment để lại ý kiến xem là mình nói thế thì sai hay đúng. Chúng ta hãy cùng phân tích về vấn đề nào đó. Chúng ta phân tích ở đây là trên khía cạnh là trao đổi, chứ không phải là chỉ cái cạnh là chúng ta sẽ cảm như thế này như thế kia. Và đây chính là tựa game Bitter Hop. Đây là mẹ của nhân vật này, tên là Zella, còn đây là bố, tên là David, còn nhân vật tên là Roby. Oh no. Thì các bạn hãy cùng mình đi khám phá tựa game này. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Có một đôi mắt. Chúng ta không được chạm vào những đồ vật nó phát ra tiếng động thì sẽ thu hút Mr. Hop đến bắt chúng ta nha các bạn ơi.
that's where you. Cô bé không thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy một cái vết gì đó xước trên tường này, cùng một cái móng vuốt, 5 cái móng vuốt. Không biết là điều gì đang xảy ra. Cô gái đang rất sợ. Không nên gây ra tiếng động nha. Và video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like, subscribe, comment và lấy ý kiến của mình nha. Mình đang bị cái top truy đuổi đấy. Nếu hay thì các bạn hãy like, subscribe, đừng ngoài comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho mình. Bye bye.